Shop Phụ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em khách hàng nha. Hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em một sản phẩm, đó là bộ cam của Rim Thái nha, hàng nhập Thái. Đây, thì bộ cam này nó là một bộ cam chân vàng nha anh em nha. Cam chân vàng thì một bộ là nó gồm có một bộ trước và một bộ sau nha. Nó nằm chung một bịch với nhau luôn. Thì ở đây mình có 5 bộ để review cho anh em ha. Thì bộ cam này giá là 380.000 ở trên cái tem thì nó là tem Honda nha anh em nha, made in Thái Lan. Đấy. Về giá thì 380.000 một bộ nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi nha, rất là đẹp luôn. Bây giờ cắt ra nha anh em nha, cắt bộ cam ra. Cái này thì mình về cũng số lượng cũng có nhiều anh em ơi, cái này cũng hơi ít hàng ha. Này nó cũng không có nhiều hàng lắm. Rồi. Đây, đây bộ cam ha. Thì bộ cam nó gồm có hai túi nha, túi cam trước và túi cam sau. Anh em thấy ha, hơi bóng, cái này nó hơi sáng nha anh em. Rất là đẹp, cầm cực kỳ chất lượng luôn. Này, chân vàng nha anh em nha. Đó. Vàng óng ánh luôn, rất là đẹp nha. Mình sẽ tắt đèn đi. Đây, anh em thấy rõ ha. Đó. Chân cam rất là đẹp nha. Xi 7 màu, rất là chất. Này, dán vô rim Thái, số ke rim hay là quen pha cũng đều được nha anh em nha. Đó, cầm trước sau để gắn được cho ba dòng, các cái dòng xe thắng đùm á. Ha. Quay Alpha, quay Thái 110, rim Thái. Và cái này thì nó mã gọi là nó là GN5, thì cái này đúng gốc là gắn cho rim Thái này. Đấy, thì anh em chúng ta có nhu cầu thì em có liên hệ mình nha. Rất là chất ha. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Đó, cũng rim Thái nha anh em nha, rim Thái nha. Thì giá của nó là 380.000 một bộ ha. Bây giờ mình sẽ cắt những cái bịch này ra cho anh em coi bên trong của bộ cam như thế nào nhá. Mình lấy một chân cam và một cái trong tay mình quay cho anh em coi luôn, cho anh em thấy trực tiếp, anh em theo dõi, anh em đặt mua cho nó dễ nha. Thì anh em có rất là nhiều cách đặt mua hàng bên mình. Thứ nhất là anh em gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại phía dưới góc màn hình đó anh em. Thứ hai là anh em nhắn tin Zalo cho mình ha. À, nhắn tin Zalo hoặc là nhắn tin ở trên Messenger cũng được anh em. Mình sẽ lấy luôn cái bịch cam nhỏ, bịch chân cho anh em coi nha. Chân, coi chân nó như thế nào. Này thì mình cũng mới nhập về anh em ơi, chưa thời gian coi nó, nhưng mà mình thì theo tổng quan mình cảm quan mình thấy bên ngoài rất là đẹp rồi đó anh em. Mình lấy cắt lỗ cái này ra luôn. Đó nè. Cầm. Rất là đẹp nha. Đấy, mình đổ ra mình quay cho anh em coi luôn. Thì anh em nào chúng ta thích thì anh em cứ liên hệ mình để mua. Còn anh em nào mà có rồi hoặc là anh em chưa có nhu cầu hay thì anh em cứ lưu lại ha. Khi nào anh em cần hay hoặc là anh em lên xem ủng hộ, có sản phẩm nào mới thì anh em có nhu cầu thì anh em mua cũng được nha anh em nha. Nói chung là bên mình anh em ủng hộ rất là vui rồi, còn cắt là anh em xem video cũng được, mà anh em mua hàng thì quá tốt nha. Đây, đây là bịch chân cầm, quả quá đẹp quá, bịch chân cầm quá đỉnh luôn anh em ơi, quá đẹp, bịch chân cầm quá tuyệt vời. Cắt luôn bịch chân cầm ra coi nha anh em nha, cắt luôn bịch chân cầm đây cho nó máu. Đây, cắt luôn nha, quay một tay anh em, hơi khó chịu xíu, một tay quay một tay cắt đồ cho anh em coi luôn. Đây. Hai cái chân quá đẹp, quá đỉnh luôn em ơi, vàng óng luôn, rất là đẹp ha. Đây. Ngoài thì nó còn vàng hơn như vậy nha anh em nha, cái này mà anh em đi ra nắng nó vàng mới đẹp, còn nó này đèn ánh đèn thì nó cũng không bằng ha, ở ra nắng thì rất là đẹp luôn này. Anh em thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Đây, đây chân này. Đó. Mình sẽ lắp thử một con vô nha anh em nha. Rất là đẹp, rất là ok. Đó. Đây anh em ơi, mình đã gắn vô rồi nha. Rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Đây, cái là đầu nó này. Đó, rất là tuyệt vời ha. Cái này rất là nhẹ nha anh em nha. Nó không có bị tình trạng cắn đâu nha. Rất là nhẹ cho cái lực siết rất là tốt nha. Khi mà anh em tới đây là bắt đầu nó cứng lại này. Đó, khi mà nó tới trong bắt đầu nó cứng lại, anh em chỉ cần siết nhẹ là nó vô, là nó cứng là vừa ha. Tăng sên tăng cái cam này lên rất là dễ bắt cam lại thì rất là ok nha. Nó rất là nhẹ nhàng luôn anh em thấy không? Nha. Mình gỡ ra cho anh em coi. Đó, anh em thấy không? Đó. Đó, ra. Đó. Rèn rất là đẹp nha. Thì một bộ cam như vậy ha, gồm một bịch cam trước, một bịch cam sau, một bịch chân. Thì giá của nó là 380.000 nha anh em nha. Đây, một bịch là nguyên đai nguyên kiện như vậy luôn. À, có lẽ bịch kia mình cắt ra rồi thì mình cũng để xài xe nhà luôn nha anh em.
rất là ok. À, lấy dán cho con rim đỏ luôn. Rồi thì anh em nào chúng ta có nhu cầu mua các loại cam Honda của rim Thái này thì anh em liên hệ mình nha, hàng nhập Thái. À, rất là ok luôn em, rất là đẹp. À, giá của nó là 380.000. Thì anh em nào có nhu cầu thể liên hệ với shop mình, số điện thoại 0915 434 973 nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.